Cái này giống cá hành phải không? Dạ. Dạ. Quay lên đi nha, quay lên đâu. Giống cá hành đúng không? Hành cũng đó, chớp cũng đó. Ờ thì nó là cá hành. Đẹp quá. Ông gọi vô cái chớp cho nó ăn cơm. Ây da. Cái này là mực cốc. Mực cốc thì sao? Đâu bạch tuộc. Người ta ở đây ta kêu là mực cốc. Bạch tuộc mà. Bạch tuộc hay mực cốc cũng là nó đó. Ở dưới tao là con mực bò, là con nó màu đen. Cá bự. Ở đây kêu con này là mực cốc bạch tuộc. Mày thấy con gì mày hợp lý là mày kêu thôi, nhưng mà tao nghĩ con này là con bạch tuộc. Nó tuộc mà loại tuộc trắng, còn con kia con đen là ba da hai da. À đúng rồi, hai da. Con hai hai da, con màu đen là hai da. Con màu đen là ba da chứ hai da. Rồi bắt bỏ vô đi chú. Tắt 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 em tao cái phím 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 phím.